nay là Kim Anh quay cái bài đó là Mình Cưới Nhau Là Đúng Rồi. Thì Nguyễn Đình Vũ là làm nhạc hết cho MV này. Anh ấy làm MC rapper, sản xuất âm nhạc luôn nha. Đặc biệt có tiết lộ chi phí ở trong ca khúc luôn nha. Rồi có tiết lộ chi phí. Đúng rồi, có tiết lộ chi phí ca khúc ở trong cái lời rap luôn. Chưa có một cái bài rap nào mà có để lương của mình lên luôn. Là quá trời rồi. Luôn, trời ơi. Anh này cũng có một ít của Vũ tài trợ nha cả nhà. Dạ. Nên em chọn mà có ý gì kiếm nhà Vũ nha. Em dành thiệp hết nha. Trời ơi. Quay MV thì quay MV chứ vàng đều là vàng giả. 12 seconds later. Ủa là chưa xong nữa luôn đó hả? Dạ chưa ạ. Bây giờ cái đoạn phim mình đợi mình đeo vàng thôi đó chị. Đúng rồi nè. Wow. Quay tôi đừng có quay cảnh gì quá. Mọi người ơi, mặc dù cơ mình mới đi vũ đạt được 1 triệu rồi, lấy được nút vàng rồi, nhưng mà mọi người vẫn ấn đăng ký để cho em hướng tới con số 10 triệu cho mọi người chặng đường mình sẽ nút vàng khó khăn hơn rất nhiều và cảm ơn mọi người rất nhiều. Thôi vàng vòng nè. Xính lễ là quá trời món luôn nha cả nhà nha. Đó. Đặc biệt là đông trùng hạ thảo và bủ lông. Đó, đông trùng hạ thảo bủ lông nè, yến tà bủ lông nè. Thấy chưa? Trời ơi, tao nói ngon bủ rẻ luôn. A few moments later. Trời ơi, tao nói hàng về rồi cho nên hôm nay mới có để mà đưa ra tính lễ. Thông báo nha, tính lễ đầu tiên của cô dâu Kim Quê. Cô dâu Kim Quê, đó là nói thiệt nha, nó cũng là tính lễ này không có cái gì quý bằng năm đứa con của tôi hết trơn. Đó, năm đứa con của tôi là gồm 5 chai nước hoa Laura Paris. Đó, cả nhà thấy chưa? Và thông báo luôn, bây giờ là tổng tết rồi. Đó, cho nên là hàng cũng mới vừa về cho nên cả nhà mình tranh thủ nha. A few moments later. Mà bây giờ là phải chấm tè leo mé trên mặt. Trời ơi, tao nói đợt này á là Kim Anh đang quay một cái MV. MV có tên là Mình Cưới Nhau Là Đúng Bài. Một cái món ăn tinh thần đem lên lại cho quý vị khán giả một cái gì đó nó vui tươi và một cuộc sống thật sự là nhiều năng lượng tích cực để cho có một cuộc sống vui tươi, tràn đầy hạnh phúc. Và cái MV này thì nó là một dạng MV hài cả nhà. Bây giờ hả, mọi người nói Kim Anh á, ngoài làm diễn viên, ca sĩ, doanh nhân ra thì còn là diễn viên hài nha cả nhà. Không biết có hài hay không, không biết có mắc cười hay không. Nhưng mà thôi thì quý vị muốn biết được MV nó hài như thế nào thì cả nhà mình hãy đón coi MV hài của Kim Anh ha. MV Mình Cưới Nhau Là Đúng Bài của nhà sĩ Long Hậu Quỳnh nha cả nhà. Bây giờ là một cái cảnh tiếp theo nữa của MV Mình Nghèo. Ủa? Mình Cưới Nhau Là Đúng Bài. Đây là một cái cảnh hai đứa nhậu với nhau nha. Cả nhà đón coi nha. Đây diễn viên rất mới và rất dễ thương, Lâm Đông. Đó. Mày. Trời. Để em chống lên đây nó mới mạnh mẽ nhưng chống cái tay. 3 2 1. Dẹp. Lỡ thương anh rồi em biết phải làm sao. Nước này nước gì bác hiểu uống với bà nội luôn vậy. Đi ra vậy. Mai. Mai có người qua xem người ta một cười em. Nhìn cái ly dĩa nó. Thấy anh mang trầu cao nhanh cái nhanh đi qua nhà em. Dù giá hai bên nhất trí để hai đứa vui hạnh phúc quá to. Về quê thì đâu có lo cơm cánh chùa cả khó cuộc đời việc là hết đi. Mình cưới nhau là đúng. À, trời ơi, cái cảnh hot trong MV nha cả nhà. Anh hai đứa chúng tôi ngủ chung trên cái giường này nha, đó. A few minutes later. Đất mông. Dạ. A few inches later. Ôi, cái này được. Em bị cười quá, em sợ đó em. Em bị sợ, em bị cười đó. Nãy giờ 5 phát rồi đó. Anh chạy tầng luôn á anh. Bây giờ là mới vừa xong một cái cảnh rất là hot nha. Lâm Đông, đây là diễn viên Lâm Đông và là diễn viên chính trong MV Mình Cưới Nhau Là Đúng Bài. Rồi giờ sao? Nãy giờ ta trời ơi, giống như con gái 18 vậy đó. Ngại ngùng quá trời. Đó giờ cảm xúc của em sao khi mà em quay cái clip này và cái cảnh hot này với chị? Cảm xúc của em thấy bình thường. Cảm ơn tất cả quý vị đã coi MV Mình Cưới Nhau Là Đúng Bài của nhạc sĩ Long Hồng Quỳnh, và
sản xuất âm nhạc chính là Nguyễn Anh Vũ. Và cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn ủng hộ cho Nhật Kim Anh trên bước đường âm nhạc cũng như điện ảnh nha. Cảm ơn mọi người.